Nhà họ Cố mấy người, đừng để bộ dạng tội nghiệp đó lừa. Anh không cần nói tiếng nào mà đã có dây chuyền 80 triệu. Một con điếm tham tiền, một con điếm, một con gà muốn trèo cao làm phượng hoàng. Cái gì vậy? Tối nay nhà họ Bạch mở tiệc lớn mừng con gái du học về nước. Đây là thiệp mời. Để Cố diễn đi. Ông chủ Cố muốn anh đích thân đi. Dù sao năm nay nhà họ Bạch cũng rất lớn mạnh. Đúng rồi, việc tôi kêu làm sao rồi? Đã báo cho cô Hạ dọn tới nhà riêng của anh. Chắc giờ đã ở đó rồi. Có đẹp không? Sao lại kêu tôi dọn tới đây? Sao lại tặng quà cho tôi? Cô không thích sao? Chúng ta như vậy gọi là gì? Hạ Nhan, hôm nay là ngày đầu tiên hợp đồng mới có hiệu lực. Đừng làm tôi nổi điên. Tôi là cái gì? Là chim Hoàng Yến anh nuôi sao? Thì đúng với ý cô mà. 2 năm trước to gan bỏ lên giường tôi, giờ lại được nước lớn tới muốn cưới Cố Diễn, chẳng phải đều vì tiền sao? Phải. Sau này tôi sẽ cưới cháu anh. Anh là chú mà đang làm gì vậy? Làm chuyện khiến tôi thấy vui. Cô thích tiền lắm mà. Ngàn vàng khó đổi nụ cười mỹ nhân. Dây chuyền này tôi tốn 80 triệu đó. Hạ Nhan, cô không thể cười một cái sao? Ngoan ngoãn làm tốt bổn phận tình nhân đi. Tôi đi tiệc đây, không được tôi cho phép, không được rời khỏi đây. Cô Hạ, Cố tổng dặn canh chừng cô, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Mình đã hứa với Hiểu Mộng không thể thất hứa, nhưng phải làm sao mới đi được đây? Phải nhờ cậu ta thôi. Cảm ơn. Tôi dùng thân phận cậu chủ để dụ vệ sĩ nên họ sẽ nghe lời. Nhưng dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của tôi, nửa đêm tới nhà người khác, hơn nữa còn là nhà chú tôi, thì không thích hợp lắm. Tôi và chú anh có mâu thuẫn cần giải quyết. Không phải mâu thuẫn tình cảm là được. Đúng rồi, cô gia hạn hợp đồng với chú tôi rồi sao? Căng thẳng cái gì? Ý tôi hỏi là cô vẫn làm việc cho chú tôi tiếp sao? Không sao, con người chú tôi tuy là diêm vương mặt lạnh, nhưng khả năng kiếm tiền thật sự đỉnh. Cô theo chú ấy học kiếm tiền đi. Chúng ta sắp tới chưa? Tôi chưa hỏi cô, sao tối nay nhất định phải tới nhà họ Bạch vậy? Tối nay nhà họ có rất nhiều người giàu tới dự, khó giàu lắm. Tôi và Bạch Hiểu Mộng là bạn, cô ấy mời tôi dự tiệc. Được đó Nhan Nhan, quen được thiên kim nhà họ Bạch sao? Dẫn tôi vào được không? Không ổn đâu. Nhan Nhan, dù sao chúng ta cũng sắp cưới nhau, tối nay tôi còn giúp cô nữa. Cô định qua cầu rút ván sao? Vậy được. Quay xe, về thay đồ đã. Đẹp lắm. Hở hang quá, tôi không quen. Cứ tự tin lên, vô trong thôi. Cảm ơn. Sau này không được khách sáo với tôi. Nhìn có vẻ mắc tiền. Cô tự mua sao? Tôi được tặng. Đừng nói là chú tôi nha.
Tôi giỡn thôi, đi nào. Cảm ơn các anh đã tới. Nhìn kìa, đẹp quá. Tiểu thư nhà nào vậy? Nhan Nhan, hôm nay cô xinh quá đó. Cô là... Câu này tôi hỏi mới đúng. Nhan Nhan, hắn là tên trai nam kia sao? Loại như anh mà xứng để Nhan Nhan trèo cao sao? Sao anh dám bội tình bạc nghĩa? Để tôi nói hết, đừng bênh vực cha nam. Hình như cô đang hiểu lầm. Không phải anh ta. Mất mặt quá. Tôi là Cố Diễn, cháu đích tôn nhà họ Cố, cũng là chồng sắp cưới của Nhan Nhan. Xin lỗi anh nha. Thiên kim nhà họ Bạch, Bạch Hiểu Mộng sao? Đúng vậy, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Không sao, nhưng theo những gì cô nói thì Nhan Nhan có người yêu cũ tra nam sao? Người yêu cũ gì? Chỉ là được bao nuôi thôi. Là tôi yêu đơn phương. Ai mà không biết điều vậy? Để tôi cho người xử lý hắn. Không có, Hiểu Mộng hiểu lầm thôi. Dù sau này có ra sao, anh vẫn sẽ tốt với em. Được đó. Đúng rồi, tôi nhớ trong danh sách khách mời nhà họ Cố là người khác tới dự mà. Tôi đến với tư cách chồng Nhan Nhan. Quá ra là vậy. Không biết người đó khi nào tới. Nhan Nhan, mình đi lấy đồ uống đi. Cô Bạch, hai người nói chuyện đi. Tôi lấy cho. Được đó Nhan Nhan, có tình mới nhanh vậy sao? Nói ra dài lắm. Vậy thôi đừng nói nữa. Tôi thấy cậu chủ Cố Diễn này cũng tốt mà. Vừa nhiều tiền lại vừa chu đáo. Tốt hơn 100 lần so với trai nam hồi trước. Tôi cứ tưởng là ai. Quá ra là cô em gái câm của tôi. Và đứa bạn côn đồ. Sao mấy người lại ở đây? Ai cho mấy người vô? Đương nhiên là được mời vô rồi. Thấy không? Đây là do thiên kim nhà họ Bạch, nhân vật chính của bữa tiệc tự tay viết đó. Sao lại ở trong tay mấy người? Thiên kim nhà họ Bạch mời chúng tôi thì đương nhiên chúng tôi có thiệp mời. Hơn nữa, các côn đồ như cô sao lẻn vào đây được? Thiệp này là bạn tôi cho tôi. Hai người ức hiếp tôi thì được, nhưng không được ức hiếp bạn của tôi. Đã câm mà còn nói dối. Thiệp mời của cô sao? Người bình thường ai làm bạn với kẻ tàn tật như cô? Huống chi là thiên kim nhà họ Bạch giá trị 100 triệu. Cô nói ai tàn tật? Ăn nói sạch sẽ chút cho tôi. Cô lén lẻn vô đây mà còn dám đánh người sao? Hạ Giang, các cô cấu kết với nhau tới đây chơi xấu chúng tôi phải không? Không có. Hơn nữa hai người thất lễ trước, không muốn bị tôi đánh thì cút về liền cho tôi. Chúng tôi được mời tới, người nên cút là bọn mày đó. Mọi người tới xem đi. Có hai kẻ lẻn vào ăn chực uống chực nè. Mạnh miệng thiệt đó. Các người biết tôi là ai không? Một kẻ côn đồ chơi với một đứa câm thôi. Dám hắt rượu vào tôi sao? Sao? Muốn thêm ly nữa không? Để tôi dạy dỗ bọn họ. Sao? Muốn xin lỗi hả? Cô Hạ Nhan, cô, tôi nói rồi, đừng ức hiếp bạn tôi. Mẹ, mẹ coi kìa, mày làm phản sao Hạ Nhan? Để tình mày là người nhà họ Hạ, tao vốn không muốn quá tuyệt tình. Chính mày đã ép tao, phục vụ mau gọi bảo vệ đi. Cứ chờ bị đuổi ra ngoài đi. Mong là các người không hối hận. Có chó mới hối hận. Nhớ câu cô mới nói nha. Có chuyện gì sao? Cậu chủ Cố Diễn, cậu chủ Cố, cậu tới đúng lúc quá. Nhan Nhan ra ngoài kết bạn với mấy đứa không ra gì, bị dạy hư rồi ức hiếp người nhà. Bạn không ra gì sao? Thì đó, bà ta chỉ tôi đó. Đúng đó, cậu chủ Cố Diễn chính là con nhỏ vô liêm sỉ này. Tôi nghĩ chắc hai người hiểu lầm rồi. Chính là con nhỏ đê tiện này. Tôi luôn khuyên Nhan Nhan kết bạn thì phải thận trọng. Đó là vợ sắp cưới của anh, không thể làm mất mặt nhà họ Cố. Ai ngờ tôi làm ơn mà lại mất quán. Đừng đổi trắng thay đen. Chính hai người khiêu khích bạn tôi trước.
Bạn bè gì cái loại đó? Mẹ còn chưa nói cậu chủ Cố Diện là con lén dắt nó vô đây đó. Bà có biết kẻ đê tiện lén vào đây mà bà đang nói là ai không? Cậu quen biết cô ta sao? Bảo vệ tới rồi. Chính là cô ta. Cô chủ. Các anh nhận làm người phải không? Cô chủ duy nhất của nhà họ Bạch, sao chúng tôi lầm được? Bà là ai? Sao dám to tiếng với cô chủ? Cô là Bạch Hiểu Mộng sao? Đúng vậy, lâu quá không về nước, mới về lại đụng trúng hai kẻ mù. Cô là bạn cô ấy sao? Sao lại không chịu nói sớm? Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới thân phận. Bạn tôi dù có là người bình thường thì cũng không được tùy tiện sỉ nhục. Nhan Nhan nói đúng. Bảo vệ tới rồi, kêu họ đuổi tôi ra đi. Tôi... Cô Hiểu Mộng, chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Xin lỗi cô, chúng tôi là người nhà của Nhan Nhan, bạn bè với nhau hết mà. Giờ mới nhận Nhan Nhan là người nhà sao? Lúc nãy kêu ai là người câm đâu? À đúng rồi, học tiếng chó sủa tôi nghe coi. Cái gì? Lúc nãy ai nói có chó mới hối hận mà. Mọi người chắc đều nghe thấy mà đúng không? Cô Hiểu Mộng, ở đây đông người không ổn lắm đâu. Đây là tiệc của tôi, tôi nói được là được. Cậu chủ Cố Diễn, tôi không tham dự vào chuyện của phụ nữ. Mau lên, không là tôi kêu bảo vệ đuổi ra đó. Thôi được rồi, tôi không muốn nghe chó sủa nữa. Bảo vệ, quăng họ ra ngoài đi. Tôi làm theo ý cô mà. Tôi kêu học chó sủa thì sẽ không đuổi ra, nhưng có thể quăng ra ngoài. Đứng đó làm gì? Trong đó có chuyện gì vậy? Cậu chủ Cố, Nhan Nhan phối hợp với người ngoài ức hiếp Minh Nguyệt. Minh Nguyệt muốn nó khiêm tốn một chút, đừng lấy danh vợ sắp cưới của cậu chủ Cố Diễn để ra oai. Không ngờ nó. Hạ Nhan ở trong đó sao? Đúng vậy, không biết tôi bị thương chỗ nào. Đau quá, anh kiểm tra giúp tôi được không? Hạ Nhan, tôi chiều cô quá phải không? Sao cô dám liên tục cãi lời tôi? Cậu chủ Cố, bị thương thì đi bệnh viện, tôi không phải bác sĩ. Nhan Nhan, lúc nãy cô ấn đầu nhỏ kia, tôi thô bạo quá nên gây rối bữa tiệc phải không? Quá đã thì có, cô ngầu quá chừng. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi, giống như cô bảo vệ tôi vậy. Chúng ta mãi tốt đẹp như vậy thì tốt quá. Vậy thì tôi sẽ ghen đó. Tôi còn ghen với anh kìa, anh cướp Nhan Nhan của tôi. Anh thề đi, không được ức hiếp Nhan Nhan. Tôi sẽ cố. Cái gì mà sẽ cố? Là bắt buộc. Thì Nhan Nhan có chốn nương tựa là tôi yên tâm rồi. Ghen tị quá, có đôi có cặp hết rồi. Tôi chưa biết khi nào mới được gặp người mình yêu đây. Cô đang thích ai rồi sao? Có chứ, anh ấy... Người nắm quyền và họ Cố đó. Người kia tới rồi sao? Anh ta tên gì vậy? Cố Hoài Chi. Chú Út. Người trong mộng. Mấy người đang làm gì vậy? Sao giờ chú Út mới tới? Vậy người trong mộng của tôi là Cố Hoài Chi sao? Trúng bánh rồi. Hóa ra cô thích chú Út của tôi. Đúng vậy, vừa gặp đã yêu. Cô đang nói nhảm gì vậy? Cô không nên xuất hiện ở đây. Chú Út, chú hơi độc tài rồi đó. Nhan Nhan làm thuê cho chú, chứ đâu phải bán mạng cho chú. Sao con biết cô ta không bán mạng cho chú? Anh Cố hài hước thiệt đó. Hình như tôi càng thích anh hơn rồi. Sao con lại ở đây? Nhan Nhan là bạn của cô Bạch, con là chồng sắp cưới, đương nhiên được đi cùng rồi. Đây gọi là chồng nói vợ nghe. Chồng nói vợ nghe, hay đó. Anh không biết đâu, họ tình tứ lắm. Một người là cháu anh, một người là bạn thân của tôi.
Vậy nếu chúng ta cũng ở bên nhau thì đó mới là đại hỷ. Vậy thì lúc đó cô là thím của Nhan Nhan rồi. Nói vậy nghe ngại quá. Nói đủ chưa vậy? Hai người đi đâu vậy? Chúng ta có cần đi theo không? Đương nhiên là không được. Cô không thấy mặt chú tôi như đang muốn ăn thịt người sao? Tôi khuyên cô ngoan ngoãn đứng đây với tôi đi. Hạ Nhan, cô tưởng hợp đồng chỉ là tờ giấy trắng sao? Tôi hứa với Hiểu Mộng là sẽ tới. Tôi không thể làm cô ấy thất vọng. Vậy cô được làm tôi thất vọng sao? Tôi còn tưởng cô đang ở nhà. Nhà sao? Đó là nhà của anh. Còn với tôi, đó là lồng giam. Là lồng giam thì cũng phải ở đó cho tôi. Anh thả tôi đi đi. Tôi đồng ý cố diễn rồi. Hơn nữa Hiểu Mộng thích anh. Đây là lần đầu cô ấy thích một người. Không thể làm cô ấy tổn thương. Cô ta thích tôi thì liên quan gì tới tôi? Nếu cứ thích là phải chịu trách nhiệm, thì chắc tôi phải chịu với nửa thành phố này rồi. Vậy là việc tôi thích anh cũng không đáng một xu, phải không? Lại nữa rồi, mỗi lần cô nhìn tôi như vậy thì tôi lại có ảo giác là cô thích tôi. Phải. Tôi thích tới hết thuốc chữa rồi. Hạ Nhan, dẹp ánh mắt giả tạo đó lại đi. Tôi không phải thằng ngu như cố diễn. Bữa tiệc kết thúc tôi sẽ về đó. Anh đừng nói bậy trước mặt Hiểu Mộng nữa. Nói bậy cái gì? Nói là bạn thân cô ta với người cô ta thích trên giường rất hợp nhau sao? Hai người. Anh Cố, hình như anh chưa hiểu lắm. Cổ họng Nhan Nhan có vấn đề, không thể nói chuyện. Nhưng tai cô ấy thính lắm, không cần dựa sát rạc, cô ấy vẫn nghe được mà. Cái gì? Ý tôi là anh đừng trách Hạ Nhan đẩy anh. Cô ấy không cố ý đâu. Cô ấy hơi kháng cự tiếp xúc thân mật với người không thân thiết. Không thân thiết sao? Ở đây gió to, vô trong nói chuyện đi. Được, tôi đã kêu hai người vô đó. Anh Cố. Làm gì vậy? Anh Cố, sau này anh có gì muốn nói với Nhan Nhan thì cứ gọi tôi. Cô ấy không tiện nói chuyện, tôi sẽ làm cầu nối cho hai người. Chỉ sợ Hạ Nhan không muốn để cô nghe chuyện mà chúng tôi nói. Ý anh là sao? Không liên quan tới cô. Nhan Nhan, sao anh ấy hung dữ với tôi vậy? Vì tôi không đủ đẹp sao? Mọi thứ về cô đều tốt mà. Nhan Nhan, giờ cô coi như là cháu dâu của anh ấy rồi. Gần quan được ban lộc, cô nhất định phải giúp tôi cua anh ấy đó. Cuối cùng cũng quay lại. Anh lại đổi bạn gái rồi. Bạn gái cái gì? Có bộ nhí vẫn được mà. Cô cưng, hôn cái đi. Còn khốn, dám không nể mặt tao. Anh, để em giới thiệu với anh, đây là người nắm quyền nhà họ Cố, Cố Hoài Di. Đây là bạn thân em, Hạ Nhan. Cũng là vợ sắp cưới của tôi. Con nhỏ trong quán bar đúng không? Quán bar gì? Anh nói bậy gì vậy? Anh có nói bậy đâu. Mấy ngày trước anh tới quán chơi, gặp nhỏ cơm này. Đúng, tôi từng làm thuê ở đó. Nhìn đi, tự thừa nhận rồi đó. Người anh em, muốn yêu cô nào chẳng được, sao lại chọn đứa dơ bẩn, lại còn bị cơm này? Đó là công việc bình thường. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động, không phải loại như anh nói đâu. Thứ dơ bẩn là miệng của mày đó. Đúng đó. Anh đang nói cẩn thận đi. Hạ Nhan là bạn của em đó. Bạn hả? Anh dạy em sao? Tìm bạn phải tìm người như anh. Sao lại tới đó tìm bạn? Là nơi nào? Mày cũng tiêu tiền ở chỗ đó mà. Vậy mày là loại người gì? Cậu chủ Cố, không cần bênh vực cô ta, vì cô ta là cháu dâu anh đâu. Trên người choàng khăn của đàn ông, anh có biết của thằng nào không? Khăn của tôi.
người anh em, tại tôi không biết. Hơn nữa, máy sưởi bật hết rồi mà vẫn choàng khăn đàn ông. Chắc để che đậy dấu vết mờ ám đúng không? Cố Diễn, lấy khăn của con khỏi người cô ta. Hàng giới hạn của Gucci có giá trị cực lớn. Giang Giang, cái này cậu mua sao? Sao vậy được? Dây chuyền 80 triệu đó. Khách thưởng cho đúng không? Anh im đi. Người khác tặng sao? Cậu biết không, đây chính là sợi dây chuyền mình thích nhưng không mua được, vì nó được Cố Hoài Di đặt trước. Cô Bạch, có thể là bạn của Nhan Nhan vô tình mua đúng sợi giống hệt thì sao? Cả nước chỉ có một sợi, tôi không thể nhận nhầm được. Vậy là cô và anh đấy, hai người có quan hệ gì? Nghe tôi giải thích đã. Chú và cháu hưởng chung một người phụ nữ. Mấy người nhà giàu chơi lớn thiệt. Hèn gì hồi trước tôi ném tiền mua cô ta nhưng cô ta không chịu. Hóa ra có người bao nuôi rồi. Lại còn hai người. Phải. Dây chuyền này là tôi mua cho cô ấy. Hai người. Giờ Hạ Nhan cũng sắp là người nhà họ Cố. Tới tham dự tiệc thì không thể ăn mặc làm mất mặt nhà họ Cố. Nhưng cháu tôi lại không tinh tế. Chuyện nó không nghĩ tới thì tôi sẽ lo liệu thay nó. Sao? Có gì không phù hợp không? Vậy là dây chuyền này anh chuẩn bị thay cho Cố Diễn sao? Đúng vậy. Tại tôi sơ ý quá. Xin lỗi Nhan Nhan. Anh xin lỗi em. Làm tôi hết hồn. Tôi cứ tưởng hai người có gì với nhau. Xin lỗi Nhan Nhan. Vừa rồi tôi đã trách lầm cô. Anh à, anh cũng xin lỗi Nhan Nhan đi. Tại sao? Nhà họ Cố mấy người, đừng để bộ dạng tội nghiệp đó lừa. Anh không cần nói tiếng nào mà đã có dây chuyền 80 triệu. Một con điếm tham tiền. Một con điếm. Một con gà muốn trèo cao làm phượng hoàng. Sao anh đánh tôi? Dám đánh tôi sao? Anh điên rồi sao? Chuyện gì vậy? Chẳng phải hai nhà định bắt tay để mở rộng bản đồ kinh doanh sao? Sao lại đánh nhau rồi? Đàn ông đánh nhau thì 80% là vì gái. Chỉ không biết cô gái đó là ai. Anh điên sao? Sao anh đánh tôi? Tại tao ngứa mắt đồng hồ này. Không cần nữa. Anh không muốn tài nguyên nhà họ Bạch nữa đúng không? Tôi đòi tài nguyên hồi nào, trước giờ ai muốn hợp tác đều tự tìm tôi. Còn nhà họ Bạch mất đi nhà họ Cố thì sau này sống sao? Xin lỗi nha, anh cô. Đáng đời, ai kêu ăn đó kiểu đó. Dù sao cũng là chú tôi không đúng khi gây rối trong bữa tiệc của cô. Không được nói xấu anh ấy. Anh ấy đàn ông quá. Làm sao đây, tôi càng yêu hơn rồi. Khoan đã, cô đi đâu vậy? Sao không để tôi đưa cô về nhà mà lại xuống xe nửa đường? Không thể nói mình định tới nhà chú cậu ta. Tối nay nhiều chuyện quá, tôi muốn xuống đi dạo. Cũng đúng. Tuy tôi hay nói chú Út là Diêm Dương sống, nhưng lần này tôi thấy chú ấy đánh người, cả tôi còn hết hồn, huống chi là cô. Đúng rồi. Đây là gì vậy? Sinh nhật mình mà cũng quên sao? Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh.
Từ sau khi mẹ gặp chuyện, lần đầu có người nhớ sinh nhật tôi và tặng quà cho tôi. Quà sinh nhật. Không lẽ đây cũng là... Cố Hoài Chi, dây chuyền là quà sinh nhật anh tặng tôi sao? Dù không phải, tôi cũng muốn tùy hứng trong ngày sinh nhật, không e ngại gì, coi như anh cố tình chuẩn bị cho tôi. Đồ ngu ngốc, chỉ lo ăn mừng bạn về nước mà quên luôn ngày sinh nhật của mình. Bộ này đẹp không? Tôi lấy luôn bộ này. Bộ này cô mặc đẹp đó. Tôi mua cho cô, không cần đâu. Nhan Nhan, người đẹp gì lụa mà. Tuy chúng ta trời sinh đã đẹp, nhưng mặc đồ đẹp mới càng nổi bật. Nhưng cô mua nhiều quá rồi. Đâu có nhiều. Bây giờ tôi phải cố gắng chưng diện để bắt đầu kế hoạch theo đuổi. Kế hoạch gì vậy? Theo đuổi Cố Hoài Chi? Cô chắc chắn không phải anh ấy thì không được. Tất nhiên rồi, tôi đã chịu anh ấy rồi. Trước đây còn nghĩ làm sao để tìm được anh ấy, để cô gặp anh ấy một lần. Bây giờ thì tốt rồi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh ấy chính là Cố Hoài Chi. Nhan Nhan, cô nói xem tôi và anh ấy có phải là duyên trời định hay không. Anh ấy là chú nhỏ tương lai của cô, vậy chắc là cô cũng rất hiểu anh ấy nhỉ. Cô cảm thấy anh ấy sẽ thích tôi không? Không biết nữa. Tôi và anh ấy không thân thiết lắm. Cũng đúng, anh ấy trông có vẻ lạnh lùng thế mà. Rất khó tiếp cận. Thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ anh ấy khi yêu. Vậy thì cô phải theo đuổi anh ấy. Chính vì khó tiếp cận cho nên tôi mới phải tấn công trước. Tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy rơi vào tình yêu. Nhan Nhan, cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng mà sao tôi cảm thấy cô không thích cố diễn đó lắm nhỉ? Không phải là cô vẫn còn nhớ đến tên tra nam đó chứ? Đã 2 năm rồi còn không có kết quả. Loại người đó không xứng để giao phó cả đời. Nhưng tôi không thể điều khiển được trái tim của mình. Anh ta hoàn hảo đến thế nào mà khiến cô cứ nhớ nhung không quên vậy? Không lẽ còn hoàn mỹ hơn cả Cố Hoài Chi sao? Anh ta chính là Cố Hoài Chi. Không được đâu Nhan Nhan, cô phải quên anh ta đi. Cô sắp đính hôn với Cố Diễn rồi. Cô phải nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Tôi sợ tôi không làm được. Không sao đâu Nhan Nhan, tôi sẽ giúp cô mà. Đợi cô và Cố Diễn đính hôn rồi, đợi tôi theo đuổi được Cố Hoài Chi, hay chúng ta sẽ thành người một nhà. Mình và Cố Hoài Chi trở thành người một nhà sao? Trời ơi Nhan Nhan, tôi lại quên xin số điện thoại của anh ấy rồi. Ừ. Nè, chắc cô có WeChat của anh ấy nhỉ? Thời gian tiếp theo đây, chúng ta sẽ đặt trọng tâm của công ty và việc phát triển đất đai ở Tây Thành. Đối với danh mục này, chúng ta sẽ... Được rồi, chúng ta tiếp tục. Cố tổng, đi đâu vậy? Cửa tiệm Hoa Sunny là chỗ nổi tiếng mà mấy cặp đôi hay check in đó sao? Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Đó là chỗ nào, cặp đôi check in? Quay lại đi, đi đến siêu thị trước. Được, cố tổng. Nè, cậu nhìn xem cái cà vạt này có phải lè lẹt quá không? Cố tổng,
Anh đã lê la ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Sao cậu không nói sớm? Cố tổng, rốt cuộc là ai kêu anh đến chỗ đó vậy? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Dạ dạ dạ. Cố tổng lần này tìm được tình yêu đích thực rồi sao? Vậy cô Hạ Nhan làm sao đây? Sao mà còn chưa đến nữa? Mình đã trang điểm xong luôn rồi. Nhan Nhan tốt ghê, không những hẹn anh ấy giúp mình, còn giúp mình trang điểm thật xinh đẹp nữa. Nếu không có cô ấy giúp, lần này nhất định Cố Hoài Chi sẽ bị mình tóm gọn thôi. Hạ Nhan, cô hẹn tôi đến làm gì? Anh đến rồi à? Sao lại là cô? Em lấy điện thoại của Nhan Nhan để gửi tin nhắn cho anh đó. Cô ấy biết không? Là cô ấy chủ động đưa cho em mà. Quan hệ của tụi em tốt lắm đó. Đủ rồi. Anh không ở lại xem mặt trời lặn với em sao? Tôi không làm mấy chuyện phí thời gian như vậy. Cái gì mà phí thời gian chứ? Không lẽ anh không thấy em đang theo đuổi anh hay sao vậy? Em thích anh mà. Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Nói xong chưa? Sao anh lại phản ứng như vậy? Tôi không có hứng thú với sự yêu thích của cô. Có phải anh đã có người mình thích rồi không? Người mình thích sao? Em không tin anh thật sự không có tim giống như người ta nói. Anh cố chấp từ chối em như vậy, chắc chắn là vì trong lòng có cô gái khác rồi. Không có. Anh là đồ chết nhát. Cô nói cái gì? Em nói anh là đồ chết nhát, không dám thừa nhận mình thích người ta. Cô gái được anh yêu chắc rất đáng thương. Anh không dám yêu, cũng không dám chấp nhận tình yêu của người khác. Bạch tiểu thư, có phải cô quá ngây thơ rồi không? Đối với những người như chúng ta, hôn nhân chính là con cờ trên bàn cược, tình yêu lại càng là chuyện phù phiếm thôi. Đừng có nói với em về mấy thứ này. Anh đã đi đến vị trí trên dạng người rồi. Còn sợ tình yêu trở thành nhược điểm của anh hay sao? Hay là chính bản thân anh cũng không dám tin vào mình? Anh và Nhan Nhan đúng là trái ngược nhau. Một người suy nghĩ quá nhiều, một người lại không dám nghĩ. Hạ Nhan, cô ấy yêu một tên trai nam sâu đậm suốt 2 năm. Trai nam? Chết, mình lỡ lời rồi. 2 năm. Bạch tiểu thư, cô nói xong chưa? Nếu cô không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. Anh, trời ơi, lần này mình lại làm hư chuyện rồi. Cậu liên lụy đến Nhan Nhan, lỡ như cô ấy bị từ hôn thì phải làm sao đây? Thần linh ơi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi thực sự tò mò muốn biết cô gái đó là ai mà có thể khiến Cố Hoài Chi từ chối tôi. Tần số liên lạc với số điện thoại này cao thật. Chắc chắn là của cô ấy nhỉ? Không biết Hiểu Mộng tỏ tình thành công chưa? Hiểu Mộng xuất sắc đến như vậy, chắc Cố Hoài Chi sẽ chấp nhận cô ấy thôi. Mình đúng là người bạn tồi tệ mà. Mình nên vui mừng cho cô ấy mới đúng. Sao lại cảm thấy mất mát thế này? Mặc dù không biết tại sao nấy lại hẹn mình, nhưng cứ để mình dùng thân phận người yêu của Cố Hoài Chi lừa mình dối người một lần đi. Đến rồi, người tình bí mật của Cố Hoài Chi là cô sao? Bây giờ Hạ Nhan ở đâu? Hả? Kệ đi, tự tôi gửi tin nhắn hỏi. Là cô sao? Đừng nhìn nữa. Ở đây chỉ có tôi thôi. Đây là sao vậy? Tương truyền đôi tình nhân ở đây đang tay ngắm mặt trời lặn, có thể bên nhau đến già. Tôi dùng điện thoại của cô để hẹn Cố Hoài Chi. Anh ấy đến rồi, cũng vừa từ chối tôi rồi. Tôi biết anh ấy có người mình thích, nên mới nhặt điện thoại anh ấy làm rơi tìm thấy số điện thoại đó. Tôi thật không phục. Vốn dĩ tôi muốn đợi cô gái đó đến sẽ ra qua với cô ấy, nhưng tôi không ngờ cô gái đó lại là cô, người bạn thân nhất của tôi.
Xin lỗi, cô nghe tôi giải thích đi. Tôi hỏi cô, người đàn ông mà cô yêu 2 năm nay có phải là Cố Hoài Chi không? Hai chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, cô đừng lừa tôi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn che giấu cô, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm tổn thương cô. Hiểu Mộng, cô chửi tôi, đánh tôi gì cũng được, là tôi không biết xấu hổ, là tôi mê muội. Cô muốn tôi làm gì để bù đắp cũng được. Làm gì cũng được sao? Làm gì cũng được sao? Vậy cô có thể dũng cảm hơn một chút, dũng cảm theo đuổi Cố Hoài Chi không? Cái gì mà không biết xấu hổ mê muội chứ? Dứt hết mấy cái suy nghĩ đó đi. Cô có thể yêu bất cứ ai mà cô muốn. Trời đất ơi, 2 năm nay để cô phải chịu khổ một mình rồi. Tôi không biết gì cả, cậu tranh giành khiến cô thêm phiền nữa. Tôi vẫn luôn tưởng cô yêu một tên tra nam, cứ luôn lo lắng cho cô. May rằng đó là Cố Hoài Chi. Cô không trách tôi hay sao? Tôi trách cô làm gì chứ? Đàn ông nhiều như vậy, nhưng bản thân của tôi chỉ có một mình cô thôi. Thêm nữa, cô còn yêu Cố Hoài Chi hơn tôi nữa không phải hay sao? Không được, tôi sắp đính hôn với cháu trai của anh ấy rồi. Vậy thì không đính hôn nữa là được. Tôi biết rồi, có phải mẹ con Hạ Minh Nguyệt lại ép buộc cô hay không? Cô đừng sợ, tôi sẽ thay cô trông chừng bọn họ. Cảm ơn cô Hiểu Mộng. Tôi không có tư cách yêu anh ấy. Tôi là người câm mà. Cô đừng nói mấy lời tự tin như vậy. Vừa nãy tôi nhìn ra rồi, Cố Hoài Chi anh ấy rất để ý tới cô. Nhan Nhan, cô nhất định phải dũng cảm. Bạch tiểu thư, điện thoại của tôi. Hạ Nhan, có phải bình thường tôi đối xử tốt với cô quá, vậy mà cô dám giúp người khác hẹn tôi ra đây? Cô oan ức lắm sao? Giờ tôi hỏi cô, tên tra nam đó là ai? 2 năm bán cho tôi, cô ở lại sau lưng tôi đi với người đàn ông nào? Cô làm gì vậy? Cố Hoài Chi, tại sao hôm đó anh lại động thủ với Bạch Hạo Vũ? Em nói xem. Là bởi vì em sao? Đây là đáp án của anh. Tối đợi anh về ăn cơm. Nhưng Cố Diễn đã hẹn em ăn tối rồi. Thế nào? Em muốn cho anh leo cây à? Anh đừng có không vui. Em muốn nhân cơ hội này nói rõ, em sẽ không đính hôn với cậu ấy nữa. Phải vậy chứ. Còn nhớ nơi này không? Là nơi chúng ta lần đầu gặp mặt đó. Cô Diễn, hôm nay tôi đến đây để nói một chuyện với cậu. Chắc không phải để xóa bỏ hôn ước với tôi chứ? Sao cậu biết? Tôi còn biết, cô với chú nhỏ của tôi không chỉ là quan hệ nhân viên với ông chủ bình thường. Hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Hồi trước tôi đã nói với cô rồi, ánh mắt của cô không biết nói dối. Tôi nhìn ra được sự kháng cự của cô đối với tôi và sự chất vấn của chú Cố Hoài Chi. Vậy cậu trước kia... Tôi giả ngốc cũng giỏi lắm đó. Thực ra tôi cũng rất muốn đính hôn với cô. Tại sao? Rõ ràng cậu biết tôi yêu Cố Hoài Chi. Cô biết tại sao ba mẹ tôi qua đời không? 10 năm trước, họ tổ chức một bữa tiệc riêng tư. Em trai của ba tôi, cũng chính là chú nhỏ Cố Hoài Chi của tôi, lén lút đi theo. Kết quả cô đoán xem thế nào? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, căn biệt thự đột nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân. Kết quả thì sao? Chỉ còn một mình Cố Hoài Chi sống sót trở ra. Anh nghi ngờ cái chết của ba mẹ anh có liên quan đến Cố Hoài Chi sao? Mọi người đều nói như vậy hết. Dù sao thì ba mẹ tôi cũng chết thật rồi, không phải sao? Sau khi ông rời chức, Cố Thị chỉ còn một mình chú nhỏ của tôi. Sao có thể? Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Cô khoan hẳn phủ nhận tôi. Tôi nhắc cho cô nhớ một chút. 10 năm trước, biệt thự tư nhân bốc cháy. Nhớ ra gì chưa? Nè, anh tỉnh lại đi. Nè, anh tỉnh lại đi. Hà tiểu thư, cô hít phải quá nhiều khói, thân thể gặp thương tổn nghiêm trọng, e là sau này không thể nói được nữa. Còn nữa, lúc chuyện xảy ra, ba mẹ cô là phụ bếp ở trong nhà bếp. Mặc dù có thể giữ được mạng sống, nhưng việc điều trị kéo dài, khi nào mới tỉnh thì vẫn chưa nói được. Người khiến cô mất đi giọng nói để cứu ra ngoài chính là chú nhỏ của tôi, Cố Hoài Chi. Sự cố lần đó không chỉ lấy đi giọng nói của cô, còn khiến ba mẹ cô nằm liệt giường đến tận bây giờ. Khi nào tỉnh lại, có thể tỉnh lại hay không đều không thể nói trước được. Cố Hoài Chi chính là hung thủ phía sau sự cố lần đó. Mà Hạ Nhan cô lại cứu một tên ác quỷ. Chuyện nực cười hơn là cô lại yêu tên ác quỷ đó. Đừng nản lòng. Ai mà chưa từng yêu phải người xấu chứ. Quan trọng là phải biết quay đầu là bờ. Cậu muốn nói gì? Cô tiếp tục hợp tác với tôi. Tôi dựa vào đâu để tin tưởng anh? Hạ Nhan, cho đến bây giờ, nguồn gốc của tất cả đau khổ mà cô chịu đều là do chú nhỏ của tôi, Cố Hoài Chi. Tôi không tin cô, không muốn báo thù. Mà tôi thì sao? Tôi cũng thay ba mẹ tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Cậu muốn tôi làm gì? Đơn giản lắm. Đồng ý đến hôn với tôi ở tiệc mừng thọ ngày mai. Hạ Nhan, đừng có làm nàng tiên cá tự mình cảm động nữa. Mất đi giọng nói và người nhà, đổi lại chỉ có bọt biển hư vô. Nghĩ đến ba mẹ chưa rõ sống chết của cô kìa, nên làm gì cô phải rõ ràng hơn tôi cả. Nói chuyện với cô Diễn thế nào rồi? Sao vậy? Em muốn hỏi anh một chuyện. Em nói đi. Cố Diễn cậu ấy, thôi bỏ đi, không có gì đâu. Em sợ Cố Diễn không đồng ý à? Em yên tâm, chuyện hôn sự này chỉ cần anh phản đối thì nó không được tính đâu. Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Nói đến cũng thật buồn cười, cuộc đời anh lần đầu tiên mong chờ ngày mai đến như vậy. Đợi ngày mai, hôn ước của em và Cố Diễn bị hủy bỏ rồi. Danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nếu như em không bỏ xuống được thì sao? Cố Hoài Chi, chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Chú nhỏ, tối mai chắc là sẽ đặc sắc lắm đây. Chú cứ chờ để nhận phần đại lễ của con đi. Không hổ là Cố gia, một buổi tiệc mừng thọ thôi mà long trọng xa xỉ như vậy. Cậu không phải sao? Nhưng giờ có mặt mũi tên tuổi ở Giang Thành đều ở đây cả. Đợi qua tối nay, chuyện cưới hỏi xong xuôi rồi, chúng ta cũng là một phần của Cố gia rồi. Nếu không phải tôi nhìn trúng Cố Hoài Chi,
thì còn đến lượt cô dịch quá thiên nga hay sao? Mẹ của mày vẫn còn chưa chết mà, đừng có trưng cái bộ mặt ủ dột đó. Nếu như làm cố diễn thiếu gia sợ vậy thì mày coi chừng đó. Không sao chứ? Cố thiếu gia, sao lại là anh? Sao cậu lại tự mình đến khu đón khách thế chứ? Tôi tình cờ đi ngang qua. Đi thôi, tôi đưa mọi người vào chỗ ngồi. Vậy thì thật ngại quá. Vậy có làm ảnh hưởng gì đến thời gian của anh hay không? Nếu như lại còn khách sáo như vậy thì sẽ thật lãng phí thời gian đó. Đi thôi. Anh căn bản không phải là tình cờ đi ngang qua, mà là anh muốn gặp em. Cô còn lề mề ở đó làm gì? Đừng làm ảnh hưởng thời gian của cố thiếu gia. Mọi người ngồi ở đây đi. Cảm ơn cố thiếu gia, anh thật chu đáo. À, Hoài Chi à, bây giờ con có sự nghiệp rồi, là một nhân tài, thì chuyện chung thân đại sự cũng phải nhanh lên đi. Cảm ơn chú Dương, con vẫn đang sắp xếp. Là con gái nhà ai có phúc như vậy? Hôm nay có mời cô ấy đến đây không? Cô ấy có mặt ở đây ạ. Được rồi, mọi người cứ trò chuyện đi, con xin phép trước. Trời ơi, mẹ không nghe nhầm chứ? Hoài Chi vậy mà lại có người trong lòng rồi, mà còn có mặt ở buổi tiệc nữa. Cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của cố thiếu gia? Mọi người là do cố thiếu gia dẫn đến sao? Đúng vậy à, cố thiếu gia đúng là gần đây rất quan tâm tôi. Chỉ là tôi không ngờ anh ấy vậy mà lại thích tôi. Cô à, sai thế nào được? Không thấy cố thiếu gia tự mình đưa chúng tôi đến, sắp xếp chỗ ngồi cho sao? Tôi nói chứ, đã tối rồi, sao lại có người đang nằm mơ giữa ban ngày vậy? Cô là ai? Cô không nhận ra tôi sao? Quá ra là Bạch tiểu thư, lâu quá không gặp. Nghe lời này của Bạch tiểu thư, cô biết cô gái mà cố thiếu gia nói đến là ai hay sao? Đương nhiên, cô gái đó còn rất tốt nữa. Các người đó đừng có si tâm vọng tưởng, đừng có đắc ý. Nhìn nãy ý đồ của cố Hoài Chi rõ ràng như vậy. Để tôi trở thành cố phu nhân rồi, xem tôi xử lý các người thế nào. Hai ả tiện nhân này, nếu như không phải cô ấy, những người ngồi đây cũng không có mấy người thích hợp nữa. Đừng có úp mở nữa, rốt cuộc là con gái nhà ai lại có bản lĩnh như vậy? Các người cứ chờ rồi biết. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh mọi người ghé qua. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nha. Mọi người đều biết tập đoàn Cố Thị đã giao cho con trai tôi Cố Hoài Chi quản lý từ lâu. Mấy năm nay nó làm gì cũng không tệ. Mọi người đều có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của nó, tập đoàn Cố Thị càng lúc càng phát triển, càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố, sau này tập đoàn Cố Thị và tất cả mọi chuyện của gia tộc họ Cố đều giao hết cho con trai tôi Hoài Chi đây quản lý. Sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn. Một người đàn ông tốt như vậy, vậy mà là qua đã có chủ. Thật đáng tiếc, về sau này mình chính là nữ chủ của Cố Thị to lớn này rồi. Đúng rồi, Cố gia hôm nay vẫn còn một chuyện vui nữa muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là đứa cháu cưng của tôi, Cố Diễn. Tối nay nó sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cố Diễn sắp đính hôn với thiên kim của Hạ gia. Công tử đa tình cũng có một ngày bị cướp mất trái tim mà. Người này là con gái nhà ai nữa vậy? Lên đây đi. Còn ngơi ra đó làm gì nữa? Quá ra cô ấy chính là vị hôn thê của Cố Diễn. Cứ ngồi im lặng ở đó. Ngoại trừ cô ấy ra, người mà Cố Hoài Chi thích không lẽ thật sự là cô? Tôi đã nói rồi, là các người không tin. Cố Diễn tôi, ông bướm đa tình đã bao năm. Hôm nay trước sự chứng kiến của các vị thân bằng hảo hữu, tôi chính thức tu tâm rồi. Tôi sẽ lấy Hạ Nhan làm vợ. Nhan Nhan, em có thể lấy anh không? Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Sao vậy? Em chê anh đa tình à? Đây là sao vậy? Cô gái đó thật là biết giả vờ mà. Thật ngại quá các vị, tôi quên mất cô ấy không nói được.
Không nói được đúng là không tiện mà. Đồng ý hay từ chối cũng không thể trực tiếp nói ra được. Nhưng mà không sao, anh không chê em đâu. Anh chỉ hận người hại em ra nông nổi này. Cố Viễn, con đang làm gì vậy? A Viễn, có phải con hối hận không? Ông à, sao con lại hối hận được chứ? Con còn mong không kịp được rước Nhan Nhan về nữa là. Hạ Nhan, em đồng ý lấy anh không? Gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Cố gia là gia tộc lớn, sản nghiệp lớn, làm sao lại cưới một cô gái căm về được chứ? Không ngờ đứa bé A Diễn này lại lương thiện như vậy. Đây có lẽ thực sự là tình yêu, nhưng cô gái căm đó giả vờ cái gì? A Diễn, Tiểu Nhan, lại đây nào. Nếu mà hai đứa tình đầu ý hợp, vậy thì chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới đi. Sau này phải sống cho hạnh phúc đó, đừng để chú nhỏ của con phải lo lắng nữa. Đó là tất nhiên. Con còn muốn mời chú làm người chứng hôn cho con nữa. Nhan Nhan, em nói xem có được không? Hạ Nhan, em có biết bản thân đang làm gì không? Em rất rõ ràng, mới không thể để bản thân tiếp tục yêu anh. Hoài Chi, con đang làm gì vậy? Nhìn chú nhỏ không được vui lắm nhỉ? À, hay là chú không hài lòng vì đứa cháu như con lại xong việc hôn nhân đại sự trước một bước rồi? Nghe nói chú cũng có người mà mình thích rồi, mà cũng có mặt ở đây nữa. Hay là cùng mời cô ấy lên đi, chúng ta cùng chúc mừng song hỷ lâm môn. Cố Diễn, Cố Diễn muốn làm gì vậy? Không phải nói mình nhận lời cầu hôn của cậu ấy là được sao? Hoài Chi, là thật sao? Con có người mình thích rồi sao? Là con cái nhà ai vậy? Ở đây, ở đây. Bây giờ mẹ em vào đứng chung với mọi người thì cũng không hay lắm nhỉ? Hạ Minh Nguyệt tiểu thư sao? Không phải. Vậy để con đoán xem, cô gái mà chú thích là ai thế? À, con biết rồi. Trời ơi, mau nhìn kìa. Hạ Nhan, em yên tâm, hôn sự này chỉ cần anh không đồng ý thì sẽ không tính. Là anh có phải không? Không phải. Hoài Chi, đây là chuyện gì? Chú à, nói thế nào Nhan Nhan cũng là cháu dâu của chú. Các người như vậy là loạn luân đó. Mẹ ơi, nhìn kìa. Chuyện gì vậy? Chú với vợ của cháu mình ở với nhau rồi. Là tôi xem thường cô gái căm đó rồi. Đúng là hồ ly tinh chuyển thế mà. Cháu với chú dùng chung một người phụ nữ, nhà giàu đúng là lắm tật mà. Chú, có phải chú nên cho con và mọi người một lời giải thích không? Hoài Chi à, Hoài Chi, con nói thật cho ba nghe, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Người bạn thích là em, có đúng không? Làm phiền cô đứng lên. Không phải các người tò mò cô gái của tôi là ai sao? Vừa nãy nhìn thấy rồi, sao lại ngạc nhiên như vậy? Hoài Chi, dù gì cô ấy cũng là vị hôn thê của cháu trai con. Chú à, nói thế nào thì cô ấy cũng là vị hôn thê của con, là cháu dâu của chú mà. Đúng vậy, dù sao cũng không thể loạn luân được. Có cả video rồi, truyền ra ngoài sẽ là trò cười cho thiên hạ. Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống chi chỉ là đính hôn, còn chưa xem bát tự nữa mà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở đâu ra mà loạn luân? Các người đều là người có đầu óc biết suy nghĩ, nói năng đàng hoàng cho tôi. Đừng có làm xuất sinh chưa tiến quá vậy. Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Bại hoại gia phong, còn ở đây già mồm nữa. Bại hoại gia phong,
nên là kẻ đặt máy quay lén rồi công khai riêng tư của người khác. Chuyện này không quản nổi nữa. Cái đống này giao cho các con tự xử lý đi. Đoạn video vừa nãy là bí mật đời tư, chiếu ra ngoài là hành vi vi phạm pháp luật. Các vị đang ngồi ở đây, các vị không muốn chịu cảnh tù tội chứ? Tôi tin rằng so với chuyện nhà của Cố thị, các vị càng quý trọng cổ phiếu và tài sản trong tay mình hơn. Cho nên, nếu như muốn nương nhờ Cố thị thì an phận chút đi. Suy cho cùng, biết im lặng thì sẽ phát tài. Các vị nói có đúng không? Vậy thì mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Đi thôi. Người ta đã đi hết rồi, anh không cần diễn nữa. Cố thiếu gia anh là nhân vật tầm cỡ nào mà người khác dám quay lén anh, bày mưu tính kế với anh hả? Có trách anh lại tự tin đến như vậy. Chuyện hôn sự không thành, quá ra anh đã lên kế hoạch hết cả rồi. Hạ Nhan, trong lòng em, anh chính là người như vậy sao? Có lẽ tôi chưa từng hiểu được anh thật sự. Đúng, anh đúng thật là sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ cách để ngăn cản em và Cố Diễn kết hôn, nhưng tuyệt đối không thể dùng cách hại mình hại người như vậy được. Anh không có hèn như vậy. Anh kêu tôi làm sao tin anh đây? Anh là hung thủ giết người. Hung thủ giết người gì chứ? Trận quả quạng 10 năm trước đó, anh đã giết không chỉ anh ruột của mình mà còn sát hại rất nhiều người vô tội. Em làm sao biết chuyện đó vậy? Mẹ tôi vì để kiếm tiền học phí cho tôi nên đã đi làm phụ bếp cho người ta. Sau khi biệt thự xảy ra quả quạng, tôi còn chưa cứu được bà ấy, lại cứu nhầm người gây ra chuyện đó. Còn vì chuyện này mà hít vào một lượng lớn khói độc, cho nên không thể nói được nữa. Cô gái cứu anh ngày hôm đó là em sao? Phải thì thế nào? Trên tay anh đã vấy máu bao nhiêu người. Tôi còn luôn nghĩ, có phải là tôi đã làm sai rồi không? Có phải là tôi yêu sai người rồi không? Trước giờ anh không thích phải giải thích gì cả, nhưng mà Hạ Nhan, anh đảm bảo với em, dù quả quạng năm đó không liên quan gì đến anh cả, mà sau khi anh tỉnh lại, anh có đi tìm em. Hạ Nhan, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào thì em mới tin anh đây? Tôi sẽ không tin anh nữa. Tôi hận anh. Được, vậy bây giờ anh sẽ cho em cơ hội. Em giết anh đi. Anh tưởng là tôi không dám sao? Xem như nể tình tôi từng cứu anh. Anh tha cho tôi đi có được không? Nhưng mà rồi ai sẽ tha cho anh chứ? Hạ Nhan, em không thể nói đi là đi như vậy được. Nếu như em hận anh, em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Em có thể báo thù anh, giày dò anh, có được không? Tôi mệt rồi, Cố Hoài Chi. Chúng ta bỏ đi. Chú à, cút,
Chú thật cũng không tốt lành gì. Nếu mà đã ngủ với vợ của tôi, lại còn đến đây đuổi hết ba em gái của tôi đi. Cố Diễn nên trưởng thành rồi. Chú có ý gì? Chú biết con hận chú, nhưng mà chú có nghĩa vụ thay anh trai chăm sóc cho con. Nhưng hành động lỗ mãng của con trong quá khứ, chú có thể không phơi bày ra ánh sáng cho con, nhưng tuyệt đối không được động đến Hạ Nhan. Chú không có tư cách nhắc đến ba tôi. Còn về Hạ Nhan đó, chú yêu cô ta lắm không phải sao? Cái này không liên quan đến con. Cố Hoài Chi, chú giống như quái vật vậy. Trên người không có lấy một điểm yếu, không có tình cảm. Tôi còn buồn vì không biết làm sao báo thù chú đây này. Đúng lúc Hạ Nhan được gửi đến tận cửa. Sự yếu đuối của chú, tôi sẽ tự tay phá nát nó cho chú. Cố Diễn, con nhìn xem bây giờ con thành bộ dạng gì rồi. Mấy thủ đoạn bẩn thỉu ấu trĩ này của con chỉ khiến chú thấy khinh thôi. Con muốn báo thù chú, con vẫn chưa đủ sức đâu. Chú im đi. Cố Hoài Chi, bộ dạng bây giờ của tôi, bây giờ tôi là bộ dạng gì, đều là do chú hại hết đó. Cố Hoài Chi, tôi nói chú biết, tôi sống không tốt thì chú cũng đừng mong sống yên. Cố Diễn, chú chỉ nói với con một lần thôi, chú không có giết ba mẹ con. Con muốn tiếp tục tự hủy hoại bản thân cũng được, tiếp tục dò mẻ rồi lại sức cũng được. Chú đủ sức bảo vệ con, nhưng chú không thể cứ dung túng cho con mãi được. Chú dẹp hết mấy trò đạo đức giả đó lại đi. Cố Hoài Chi, chú nói đến đây thôi, con tự biết làm gì. Lão gia đã điều tra rõ ràng rồi. Tiểu thư Hạ Nhan chính là cô gái đã cứu Hoài Chi thiếu gia năm đó. Thế giới này thật nhỏ. Không phải tôi đã căn dặn rồi sao? Kêu cậu đi giải quyết hết những người có liên quan đến sự cố đó rồi sao? Cô ấy chắc không biết đến sự tình. Huống chi bản thân đã thành người câm rồi, cơ hội tỉnh lại của cô ấy cũng rất thấp. Kệ đi, hai người đàn bà cũng không dấy lên được mưa gió gì. Vậy về phía Hoài Chi thiếu gia, nếu Hoài Chi cứ không thể cắt đứt được ý đồ bất hiếu với tôi, vậy thì đừng trách người làm ba như tôi tàn nhẫn. Cố tổng, Hạ Nhan tiểu thư, cô ấy thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài sống rồi, có cần bảo vệ ngăn lại không ạ? Tôi mệt rồi Cố Hoài Chi, chúng ta bỏ đi. Vậy à, kệ đi, để cô ấy đi đi. Dạ. Còn nữa, trang sức Carat mời anh tham dự buổi triển lãm ngày mai, có cần tôi giúp anh từ chối không? Trang sức Carat sao? Chính là hiệu trang sức luôn ghép đôi anh và con gái họ đó. Tôi nghĩ chắc anh cũng không có hứng thú. Sắp xếp một chút, ngày mai tôi sẽ đến đó. Hả? Không phải cô còn lớn tiếng muốn giành được Cố Hoài Chi sao? Làm đến đâu rồi? Anh ấy đã bày tỏ hảo cảm với tôi rồi, nhưng tôi chê anh ấy là tên cuồng công việc, không có chút tinh tế lãng mạn gì hết. Vậy mà cô dám từ chối Cố Hoài Chi? Công tử nhà giàu theo đuổi tôi nhiều như vậy, không thiếu một người như anh ấy đâu. Cũng đúng, hôm nay công tử nhà giàu đến triển lãm trang sức cũng không ít, cô có thể ngắm nghía một chút. Trang sức Carat là cửa hiệu trang sức lớn nhất Giang Thành. Nghe nói trang sức triển lãm hôm nay đều là vô giá. Nếu muốn theo đuổi tôi, thế nào cũng phải mua được cho tôi một món trang sức tương đương. Dựa vào nhan sắc của cô, vậy thì không phải là sẽ phủ trang sức đầy người trở về sao? Mắt mũi để đâu vậy? Câm mà, đến câu xin lỗi cô không nói được. Là thật đó, bị cô nói trúng rồi. Cô ta bị câm thật mà. Cô biết cô ta sao? Cô ta chính là Hạ Nhan, con gái của bà vợ nhỏ đó đó. Chính là cô em gái câm đó của cậu hả? Tôi mới không có đứa em gái đáng xấu hổ như vậy. Tàn tật thì không nói, còn là nhân viên phục vụ cấp dưới nữa. Đây chắc là quả báo tại mẹ cô ta làm người thứ ba. Nè, là được whisky tôi gọi hay sao? Ai cho cô đi? Đúng vậy, bị câm thì không cần xin lỗi tạ lễ à? Cái gì? Cô bị câm à? Nơi cao quý như thế này, sao lại tuyển người khuyết tật vào vậy? Tôi không thèm uống rượu của người khuyết tật, tôi sợ có vi khuẩn. Cô bị câm chứ không bị điếc, không nghe thấy hay sao? Đem thứ đồ dơ bẩn của cô đi đi. Cô câm này sẽ không lén lút uống đó chứ? Dù sao bình thường cũng không uống được thứ cao cấp như thế này. Cách xa tôi ra chút, rượu này tôi mới không thèm uống. Tôi uống. Hơi khác.
Cảm ơn. Cậu là ai vậy? Có biết cô ta bị câm không? Rượu nào cũng dám uống. Tôi chỉ biết câm sẽ không lây, nhưng mà ngu dốt thì có tính di truyền đó. Xin hỏi quý cô đây là phu nhân của nhà nào? Cậu là cái đinh gì? Có biết chồng tôi là ai không? Nói ra sợ làm cậu giật mình đó. Là ai? Chồng tôi là Tưởng Hòa, là nhà tài phiệt lớn nhất, hợp tác với Cố thị đó. Cô kéo tôi làm gì? Bà không nhận ra anh đấy, chắc cũng phải nhận ra tiểu thư đây chứ nhỉ? Sao tôi có thể không biết được Lana tiểu thư của Trang Sức Thiên Kim đỉnh đỉnh đại danh mà. Tôi khuyên cô một câu, mặt trắng chỉ đẹp thôi chứ vô dụng. Đặc biệt là thứ cấu kết với ả Câm làm chuyện xấu thì cũng không phải thứ tốt lành gì. Bà đúng là vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Nhất định là do tên mặt trắng cậu xúi dục rồi. Xem tôi có đuổi cậu với ả gái Câm này ra ngoài hay không. Tôi có thể rời đi, xin bà đừng trút giận lên người vô tội. Cô đang dễ loạn cái gì vậy? Cô đang chửi tôi đó hả? Ả Câm thối, cậu dám cản tôi? Thế nào? Chồng ơi, tên mặt trắng này, cậu ta ăn hiếp em. Đúng, chính là cậu ta. Là tên mặt trắng này, cậu ta bảo vệ ả Câm, cậu nói em ngu dốt nữa. Bây giờ tôi hận không thể làm bà câm luôn đi. Bà mau ngậm miệng lại cho tôi. Cố thiếu gia nói đúng lắm, bà đúng là ngu dốt. Ê, cố thiếu gia. Cậu ta là Cố Hoài Chi. Cố thiếu gia, xin lỗi cậu, là bà nhà tôi, bà ấy không hiểu chuyện. Không sao, nhưng tôi cảm thấy so với chuyện làm ăn, Lý Tổng cũng nên quan tâm chút đến chuyện gia đình. Chuyện hợp tác về mảnh đất ở Thành Nam cứ để đó tính sau đi. Cố thiếu gia, anh còn có việc gì nữa không? Không, không, được. Đợi đã, Hạ Minh Nguyệt tiểu thư. Xin cô sau này đừng gửi ảnh riêng tư của cô đến văn phòng của tôi nữa. Tài liệu rác quá nhiều, trợ lý của tôi không dứt kịp. Cô thật sự bị câm hả? Anh ấy tên Cố Hoài Chi, đừng thấy anh ấy lạnh lùng, thực ra con người anh ấy tốt lắm. Đừng nói nhiều nữa, đi thôi. Nè, em đang khen anh đó, anh không có gì để biểu thị thành ý hay sao? Như là lát nữa lấy cho em chiếc nhẫn chẳng hạn. Đại tiểu thư, đây là triển lãm trang sức của nhà cô mở. Cô cần cái gì thì nói một tiếng với ba cô là được rồi. Ba em tặng với anh tặng sao mà giống nhau được? Em muốn có là nhẫn tình yêu cơ, anh tặng em đi. Nhẫn tình yêu? Ừ, là tâm huyết do ba em tự tay thiết kế đó. Cảm hứng từ người mẹ đã mất của em, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cho nên ông ấy rất xem trọng nó, chỉ bán cho người có duyên. Anh đó có người mình thích chưa? Chưa. Nếu không có thì em có cơ hội rồi. Lana, cô không cần phải lãng phí thời gian với tôi đâu. Anh thật biết làm người ta tổn thương. Nhưng mà bổn tiểu thư thích khiêu chiến với độ khó cao, càng là người khó theo đuổi. Theo đuổi được thì càng có cảm giác thành tựu. Tùy cô thôi. Cô là con gái, cô nói đúng không? Nắng mưa thất thường, khó chịu quá. Các vị, cảm ơn mọi người không quản bận rộn đến tham dự buổi triển lãm lần này. Lát nữa nếu mọi người có ưng ý sản phẩm nào thì cứ việc ra giá, giá cả thích hợp thì thuận mua vừa bán. Được. Được. Ba em đúng là nhà kinh doanh thối. Là nhà kinh doanh thành công. Nào, đem trang sức lên. Trái tim của biển được khảm 8 viên đá malachite. Đến lúc nào mới được xem bảo vật chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đây? Có phải là không nỡ đem ra không? Ê da, mọi người đừng vội. Những tình yêu là tác phẩm tôi ưng ý nhất. Tốt nhất thì đem ra sau cùng rồi. Các vị, đừng chớp mắt, hãy nhìn cho rõ. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Chiếc nhẫn đâu? Chiếc nhẫn đâu? Có phải lúc đang đi đã đánh rơi không? Có khả năng là để ở phía sau hậu đài rồi. Mau đi tìm xem đi. Không, mọi người nghe tôi nói. Nếu như chiếc nhẫn rơi ở sau hậu đài, một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, nếu rơi sau hậu đài thì đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi. Đúng vậy. Vì tiểu thư này, ý của cô là... Tất nhiên là có người lấy cắp chiếc nhẫn rồi. Người đến đây ngày hôm nay không giàu thì cũng sang trọng. Mọi người chắc không tham, cũng không làm chuyện ăn cắp ăn trộm. Cô đây là có ý gì chứ? Người đáng nghi nhất chính là cô phục vụ này đây. Mà còn là cô phục vụ có khả năng động tay động chân đến chiếc nhẫn nhất nữa. Ai dám có ý đồ xấu với chiếc nhẫn đó, bổ tiểu thư sẽ là người đầu tiên chặt tay kẻ đó. Chuyện này không thể chỉ dựa vào đoán mò được. Ngược lại tôi cảm thấy vị tiểu thư này nói đúng. Cô phục vụ này, cô ta bị câm.
Nếu mà còn phải ra ngoài làm việc, vậy thì nhất định không giàu có gì. Nhìn thấy chiếc nhẫn liền động lòng tham. Có đạo lý, Á Câm không thể nói chuyện được. Nếu như cô ta thà chết không chịu nhận, chúng ta đều không làm gì được cô ta, không phải sao? Một Á Câm cũng thật đáng thương. Người đáng thương thì cũng có chỗ đáng hận. Cuộc sống khó khăn thì cũng không được trộm đồ chứ. Đúng vậy, đúng là gan to bằng trời, còn trộm hẳn chiếc nhẫn kim cương vô giá nữa. Các người ý đông hiếp yếu thì thôi đi, còn ức hiếp một cô gái không nói được, có phải là quá đáng quá không? Các người cứ nắm lấy điểm này, biết người ta không thể mở miệng biện hộ cho bản thân, nên kéo người ta ra làm bia đỡ đạn à? Cố thiếu gia, tôi không có. Cô biết rõ nhất là cô ấy không thể biện hộ, nên cầm đầu đem tội danh đổ lên người cô ấy. Tôi thấy cô càng đáng nghi hơn đó. Không phải tôi, tôi chỉ đưa ra một phán đoán hợp lý thôi mà. Người gần giết nhẫn nhất đúng thật đã căm mà. Cô ta đúng thật đã có cơ hội để ra tay. Có cơ hội không nhất định sẽ là kẻ trộm. Tôi thấy chuyện này thôi cứ bỏ qua đi. Đúng, hòa khí sinh tài. Không thể bỏ qua như vậy được. Đúng, nếu như không giải quyết chuyện này, và mỗi người có mặt ở đây không phải đều mang hiểm nghi sao? Đúng, hôm nay chúng tôi đều đem tiền đến. Chúng tôi không thể vô duyên vô cớ bị người ta bàn tán được. Đúng vậy, chúng tôi không phải kẻ trộm. Vậy thì khó đi. Người đáng nghi nhất cũng chỉ có cô phục vụ này. Có quan hay không thì xét người quấy là biết. Cái này có phải làm nhục người khác quá rồi không? Nhưng mà đây là cách rõ ràng nhất để chứng minh trong sạch. Trong lòng không e ngại thì cứ để xét người thôi. Tôi không có lấy, muốn xét thì xét đi, tôi không sợ. Cô đang dễ bừa cái gì vậy chứ? Nói rồi chúng tôi cũng không hiểu, đây là ý gì vậy? Cô ấy nói, cô ấy cho xét người. Em thật không cần phải. Quả nhiên là cô ta. Quả nhiên là cô ta. Đúng thật là cô ấy, nhìn thì thật đáng thương, không ngờ lại to gan như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng. Không phải tôi lấy đâu. Cô còn nói không phải cô lấy hay sao? Không lấy thì cái này là gì? Đây đúng là chiếc nhẫn tình yêu. Cô ở đây giả vờ vô tội nữa. Nếu không phải cô lấy, sao lại rơi ra từ túi của cô được? Không phải tôi lấy mà, tôi không biết. Tôi cũng không biết tại sao chiếc nhẫn lại ở trong túi của tôi nữa. Tôi cũng không lý do gì phải lấy trộm. Mọi người hãy tin tôi, bớt giả bừa lại đi. Đã nói là không hiểu Á Câm nói gì rồi. Cô ấy nói cô ấy không lấy, không có động cơ, cũng không có lý do để lấy thứ đồ quý giá như vậy. Ở đây người có động cơ nhất chính là cô ta đó. Đúng vậy, người ở từng lớp thấp kém nhất đang có mặt ở đây chính là cô ta. Bản thân bị câm thì thôi đi, còn có một người mẹ đang nằm ICU, mỗi ngày cần một khoản phí lớn để duy trì máy thở. Đã đủ nhân chứng vật chứng rồi, cô còn giảo biện cái gì? Hạ Minh Nguyệt, một ả câm như cô ta, sao cô ta dám lấy trộm trước mặt ông chủ Lan? Tay chân của người nghèo vốn không sạch sẽ mà. Nghèo không phải là cái tội, ăn cắp mới là tội. Báo cảnh sát bắt cô ấy đi. Đúng, trước khi cảnh sát đến, để Lan tiểu thư dạy dỗ cô ấy làm người đi. Các người đã nói xong chưa? Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn thôi, bây giờ đã tìm được rồi. Đi thôi. Chiếc nhẫn là do tôi lấy. Là anh ấy lấy? Không phải chứ. Sao có thể được? Trước khi bắt đầu, tôi nghe Lana nói chiếc nhẫn tình yêu này lấy cảm hứng thiết kế từ bà chủ Lan đã mất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tôi rất cảm động, cũng rất đau lòng, cho nên tôi đã tự đi lấy chiếc nhẫn, muốn tặng cho cô gái mà tôi yêu nhất. Anh thích cô ấy hả? Chỉ là tôi không ngờ hành động của tôi lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Cố thiếu gia vậy mà lại thích Á Câm. Thiếu gia thật là thâm tình mà. Thật là không biết nói sao nữa. Để em chịu ấm ức rồi, xin hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ là muốn tạo bất ngờ giữa hai người yêu nhau thôi. Hóa ra là như vậy. Hóa ra cậu đã có người mình thích từ lâu rồi à? Vốn dĩ tôi còn định hợp tác cho cậu với Lana. Con gái à, nếu mà người ta tâm đầu ý hợp, vậy chúng ta đừng có xen vào. Xin lỗi, ông chủ Lan, tôi chưa thông qua ông đã tự ý lấy đi chiếc nhẫn. Không sao, tình yêu không chỉ là vĩnh cửu, mà còn là nông nổi nữa. Tôi rất vinh dự, cậu có thể vì thiết kế của tôi mà cảm thấy kích động. Thế này đi, chiếc nhẫn này tặng cho cậu và người yêu của cậu. Ông chủ Lan thật rộng lượng. Nè, tôi vẫn còn chưa nói xong. Nếu mà cậu ở triển lãm trang sức của tôi gây ra náo động lớn như vậy, có phải cũng nên bồi thường gì đó không? Ông chủ, ông cần gì thì cứ việc nói ra, để náo loạn trở thành tiệc mừng đi. Nếu mà nhẫn đã ở trong tay rồi, tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là bây giờ cầu hôn người yêu cậu luôn đi, để chúng tôi cũng được vui lây. Được,
Cảm ơn. Nhanh lên. Hà Nhan, gả cho anh nha. Gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Nhận lời cầu hôn của anh, người có tình cuối cùng cũng về với nhau. Tốt lắm. Tôi chúc cậu và người yêu cậu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Hạ Nhan. Hạ Nhan chính là kẻ trộm. Anh đừng có bị cô ta lừa gạt. Bỏ tay ra. Em biết chiếc nhẫn không phải là do anh lấy. Hôm nay lúc em ra phía sau hậu đài em không thấy. Cô từng đến hậu đài à? Hôm nay là ngày đầu tiên chiếc nhẫn tình yêu ra mắt. Vậy mà vừa bắt đầu cô đã biết đó là nhẫn kim cương. Mà lúc xét người, cô vừa nhìn đã biết ngay, đúng chứ? Tôi cảm thấy cô có cần quay lại với ông chủ Lan, đi xem camera giám sát ở hậu đài không? Xin lỗi, em không phải cố ý. Em chỉ là nhất thời không làm chủ được mình nên mới. Lời xin lỗi phải nói với Hạ Nhan. Xin lỗi, không sao đâu. Cô đi đi. Cố thiếu gia. Cút đi. Tôi không muốn thấy cô nữa. Hôm nay cảm ơn anh. Hạ Nhan, em không còn gì khác để nói nữa sao? Anh muốn nghe tôi nói gì? Giống như trước kia, ký cái hợp đồng bán thân cho anh sao? Hạ Nhan, anh nói tôi không tin anh, nhưng trước giờ anh cũng chưa từng tin tôi. Cho dù là 2 năm trước ở quán rượu bị bỏ thuốc, hay là chuyện chiếc nhẫn bị trộm hôm nay, anh giúp tôi chỉ là vì muốn làm mọi chuyện lắng xuống. Anh không có. Nếu không phải Hạ Minh Nguyệt lỡ lời, anh vẫn sẽ tin chuyện chiếc nhẫn bị mất không liên quan đến tôi sao? Nói thật, tôi cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hạ Nhan, tiền viện phí của mẹ em sau này cứ để anh lo. Không cần. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của tên đao phủ như anh đâu. Em nói cái gì còn vậy? Còn nữa, tình yêu của anh tôi cũng không cần. Rốt cuộc dứt đi đâu rồi? Hạ Nhan ơi là Hạ Nhan, mày đúng thật là giả dối mà. Dứt chiếc nhẫn đi là mày. Nửa đêm đến tìm chiếc nhẫn cũng là mày. Có phải mày vẫn không đỡ dứt đi tấm lòng của Cố Hoài Chi không? Rốt cuộc là mày muốn thế nào hả? Tiểu thư đang tìm gì đó, có cần giúp không? Không có gì bất thường. Tan làm. Nè tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Tôi tìm đồ thôi, tôi mượn đèn dùng một chút. Kỳ lạ thật. Ở đây có đánh rơi vàng à? Sao nửa đêm mà có hai người chạy đến tìm đồ vậy? Cô Hạ, mẹ cô tỉnh rồi, xin cô hãy nhanh chóng đến bệnh viện. Nhan Nhan, qua đây. Ba của con lừa mẹ. Mẹ không muốn xen vào gia đình người ta, mới đưa con đi sống riêng, lại khiến con 2 năm nay không có người dựa dẫm. Nhất định là đã chịu khổ nhiều rồi. Mẹ nghe y tá nói con là vì cứu người cho nên mới mất đi khả năng nói chuyện. Không sao đâu. Cho dù con gái của mẹ không nói được thì vẫn là cô gái tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng người con cứu lại là người làm tổn thương con. Người con cứu là nhị thiếu gia nhà họ Cố, Cố Hoài Chi sao? Đứa bé đó cũng rất đáng thương. Lén lút đến tham gia bữa tiệc lại bị người ta bày mưu tính kế. Anh trai chị dâu đều mất hết rồi. Nó cũng suýt chôn thay nơi biển lửa. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Lúc đó mẹ đang làm tạp vụ. Chuyện này sắp lộ ra rồi. Trong đây có đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Diễn Chi. Cố Diễn Chi muốn sau khi bữa tiệc bắt đầu tuyên bố rời khỏi Cố gia, công bố thủ đoạn dơ bẩn của Cố lão gia. Lão gia có thể nhịn được sao?
Trong mắt ông ấy, không có con trai, chỉ có người thừa kế biết nghe lời. Người này không nghe lời, nên giết thì cứ giết thôi. Giới nhà giàu đúng thật là không lường được. Mau lên đi, làm xong chuyện này rồi, để kiếp sau chúng ta cũng không cần lo nữa. Đi thôi. Người chủ mưu đằng sau sự cố lần đó là Cố Chấn Quốc. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, ông ấy làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhan Nhan, con sao vậy? Nhan Nhan, sao vậy? Anh, em làm hư việc rồi. Em làm hư hết mọi việc rồi. Không đâu, em trai anh rất thông minh, cũng rất dũng cảm, so với người anh chỉ biết trốn trại như anh mạnh mẽ hơn nhiều. Anh, em không chăm sóc tốt cho Cố Diễn, em tổn thương Hạ Nhan, em không xứng yêu bất cứ ai. Đừng nói lung tung nữa, quay về đi, bữa tiệc của anh sắp bắt đầu rồi. Anh đi ra ngoài với em. Anh không đi được nữa rồi. Hoài Chi, 10 năm rồi, em cũng nên buông xuống rồi. Đừng mang cảm giác tội lỗi nữa. Yêu người mà em muốn yêu đi, sống cuộc sống em muốn. Anh, khuya như vậy rồi, còn có chuyện gì sao? Hợp đồng của chúng ta đã hủy bỏ rồi, sau này anh sẽ không bắt em làm chuyện em không thích nữa. Là Cố Diễn làm, có đúng không? Xin lỗi. Sao anh lại phải xin lỗi? Chuyện video bị lộ ra cũng vậy, tại sao anh phải xin lỗi vì chuyện mình không làm? Hạ Nhan, em mới là tên đao phủ chém một nhát lên tim anh. Là do anh không bảo vệ em thật tốt. Rõ ràng không nên yêu em, nhưng anh vẫn không thể nào buông xuống được. Hạ Nhan, nếu như em đã quay lại, anh sẽ không thể nào thả em ra nữa. Hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây là muốn thương lượng với mọi người vấn đề biến động nhân sự của tập đoàn Cố Thị. Mọi người không cần căng thẳng, các vị đang ngồi ở đây đều đã đi theo tôi, là những công thần đại lão cùng nhau khai phá giang sơn của Cố Thị. Tôi sẽ không động đến mọi người. Thay đổi chính là vị trí CEO của tập đoàn, người điều hành tập đoàn Cố Thị. Tất cả mọi người đều biết, trước khi là đích thân tôi đem giang sơn của Cố Thị giao cho con trai ruột của tôi là Cố Hoài Chi. Nhưng qua quan sát, phát hiện nó hoàn toàn không thể đảm nhận nổi. Do đó, tôi dự định sẽ đem vị trí CEO tập đoàn giao cho cháu trai của tôi, Cố Diễn tiếp quản. Tôi đã nói xong rồi. Mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Không có. Không có. Được, nếu như không có ý kiến, chuyện này xem như quyết định như vậy. Đợi đã, còn đến đây làm gì? Thân là CEO của tập đoàn, công ty đưa ra quyết định lớn như vậy thì con phải có mặt chứ. Đến thì đến, còn đưa theo một ả cơm nữa là muốn làm gì đây? Nếu như bà nhớ không nhầm, cô gái này đã bị Cố Diễn từ hôn rồi, bị tập đoàn Cố Thị trả hàng rồi. Vậy thì đúng lúc lắm, các người không cần, nhưng con cần. Con, bây giờ cô ấy là người yêu của con, là phu nhân CEO của tập đoàn Cố Thị. Ba không đồng ý. Hôm nay con đến không phải để xin sự đồng ý của ba. Ngồi đi. Cuộc họp hôm nay chắc một tiếng rưỡi thì không xong được đâu. Con, nhưng vừa nãy đã đưa ra quyết định, con đã không còn là CEO của tập đoàn Cố Thị rồi. Ba, có phải ba hồ đồ rồi không? Con có ý gì? Chú không biết xấu hổ như vậy,
Làm gì sót một vị trí CEO sao? Không phải tôi sót, mà là đồ của tôi. Người khác muốn cướp thì phải có bản lĩnh mới được. Đúng là ở tiệc mừng thọ, ông có nói muốn giao hết Cố thị và Cố gia cho chú. Nhưng đồ mà ông cho chú, nếu như muốn lấy lại thì cũng chỉ cần nói một câu thôi. Ông ấy cho à? Bà đã dưỡng lão được bao lâu rồi? Tình hình hiện tại của Cố thị như thế nào? Các người có rõ không? Nếu như các người không rõ, có thể hỏi thử những cổ đông đang ngồi ở đây. Cố thị dưới sự quản lý của con mấy năm nay đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với sản nghiệp đen của Cố Chấn Quốc ba rồi. Cố thị bây giờ là cố thị của Cố Hoài Chi con đây. Mày dám phản bội tao? Sao lại phản bội ba được? Là vì mấy năm nay ba đối với con cảm thấy quá yên tâm rồi. Nhưng mà ba, anh con không phải là con rối của ba. Con cũng vậy, mày còn mặt mũi nhắc đến anh mày sao? Còn nhớ bữa tiệc năm đó không? Các vị cổ đông đang ngồi ở đây, bọn họ có không ít người thân và bạn bè đều nhận được lời mời tham gia, nhưng không bao giờ trở về được nữa. Còn về nguyên nhân, mọi người trong lòng đều biết rõ. Chuyện đó không liên quan đến con. Mày nói không liên quan đến mày thì không liên quan sao? Hoài Chi à, mày là con trai tao. Mày là người thế nào? Tao biết rõ nhất. Mày có ý đồ chống đối tao. Ông ấy là hung thủ. Cô ta đang nói gì? Cô ấy nói hung thủ của sự cố lần đó là ba. Ăn nói hàm hồ. Một ả cơm thì có thể làm gì được? Người con cứu là vị thiếu gia nhà họ Cố, Cố Hoài Chi sao? Đứa bé đó cũng rất đáng thương, lén lút đến tham gia bữa tiệc là bị người ta bày mưu tính kế. Anh trai chị dâu đều mất hết rồi, nó cũng suýt chung thay nơi biển nữa. Người chủ mưu đằng sau sự cố lần đó là Cố Chấn Quốc. Ông hoàn toàn không hiểu Cố Hoài Chi. Anh ấy là người thế nào cũng không phải do ông phán xét, mà ông là một người ba thất bại, một tên ác ma trên tay vấy đầy máu. Ông nội, lời cô ấy nói rốt cuộc có đúng không? Ông mới là hung thủ sát hại ba mẹ con sao? Quá ra là ba. Quá ra thực sự là ba sao? Ả cơm này bản lĩnh cũng lớn lắm, Hoài Chi. Hay là nên nói, mắt chọn người của mày cũng không tệ. Nhưng vậy thì đã sao? Tao là chủ của Cố gia, chuyện của Cố gia chỉ cần tao nói là được. Ba, ai rồi cũng sẽ già. Ba không còn là Cố Chấn Quốc có thể hô mưa gọi gió đó nữa. Cố thị và Cố gia bây giờ đều nghe con. Con lấy thân phận CEO của Cố thị để tuyên bố nội dung của cuộc họp lúc nãy không có hiệu lực. Những người không có việc gì thì cứ việc đi trước đi. Các người dám? Lão gia, bà mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Đưa ông ấy đến bệnh viện. Không có sự cho phép của tôi, không được để ông ấy rời khỏi bệnh viện. Dạ. Nghịch tử. Hay là mày giết tao luôn đi. Con mong ba sống lâu trăm tuổi, sống để tiếp tục chịu sự dày dò của bệnh tật, cảm nhận nỗi đau khi không còn sức. Cố Diễn, chú nói tôi biết rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc cái gì mới là thật, cái gì mới là giả? Cố Diễn, buông tay đi, đừng hại người hại mình nữa. Chú câm miệng đi. Chú tưởng tôi sẽ cảm thấy có lỗi với các người sao? Tôi hận các người, tôi hận các người, khiến màn báo thù của tôi biến thành trò cười. Đủ rồi Cố Diễn. Các người đắc ý lắm chứ gì, hả? Không sai. Chú, các người thắng rồi. Tôi thua rồi. Thua trắng rồi. Con định làm gì vậy, Cố Diễn? Xin lỗi. Cố Diễn sao rồi? Đưa đến bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng rồi, nhưng mà phục hồi sức khỏe, sau này phải ra nước ngoài. Vậy thì tốt. Bây giờ có phải là nên nói chuyện chúng ta rồi không? Chuyện gì?
Mở ra xem đi. Tại sao lại tặng em cái này? Vòng tay, nhẫn, cộng thêm hoa tai nữa. Bây giờ đủ cả ba món. Lễ vật đến tay rồi. Có phải em cũng nên suy nghĩ về chuyện gả cho anh không? Sao đột nhiên anh sến quá vậy? Nhưng Trần Giọng nói với anh mà. Cậu ấy nói bây giờ kết hôn mọi người đều nói vậy. Có phải cậu ấy lừa anh không? Không phải đâu, xin lỗi. Trước kia em đã ném nhẫn đi rồi. Em có đi đến đó tìm, nhưng mà không tìm được. Em nhắm mắt lại đi. Nghe lời nào. Sao lại ở chỗ anh vậy? Anh cũng đi tìm, nhưng chuyện may mắn là anh tìm được rồi. Cảm ơn anh, cố hoài chi. Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì lấy thân báo đáp đi. Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn, cố phu nhân của anh. Thanh quản của cố phu nhân bị tổn hại trong thời gian dài, đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất rồi, không có khả năng phục hồi nữa sao? Có thì có, nhưng hy vọng không cao. Hơn nữa, phí điều trị cũng rất cao. Bác sĩ, tiền không thành vấn đề. Đây là tôi nợ bà xã tôi, xin anh làm ơn. Tôi nhất định sẽ dốc sức. Alo. Cố Hoài Chi, dùng tư cách con rể đến gặp mẹ em đi. Được, bà xã. Hết phim.